Thế giới tử sa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2024. Và video của shop Thế giới tử sa sẽ được phát đều đặn vào tối thứ tư và sáng thứ bảy hàng tuần. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lan tỏa một thú chơi tao nhã và văn minh, đó là sưu tầm ấm tử sa và thưởng thức các loại trà ngon. Và tối thứ tư tuần này, shop Thế giới tử sa giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 12 mẫu ấm tử sa đẹp, độc đáo và ở tầm giá trung bình. Đây là một cái tầm giá mà nhiều quý vị và các bạn sở hữu, sưu tầm, sử dụng nhiều nhất. Vâng, kể cả ở bên Trung Quốc, một đất nước có hơn 1 tỷ dân, người ta cũng chỉ dùng những mẫu ấm tử sa đơn giản, đẹp và giá ở tầm giá trung bình. Vâng, cũng rất đẹp và độc đáo rồi ạ. Và đây là tổng hợp 12 mẫu ấm tử sa đẹp, độc đáo và ở tầm giá trung bình. Vâng, chúng tôi xin phép được giới thiệu. Thưa quý vị, đầu tiên đó là một tác phẩm ấm tử sa, một dáng ấm rất phổ thông. Chiếc ấm tử sa dáng ấm Tây Thi, chất đất nguyên khoáng, hắc lê, hắc kim sa. Rất nhiều khoáng và tác phẩm lọc tổ ong 188 lỗ. Dùng rất tốt và không sợ bị tắc trà. Chiếc ấm mã số A181 170ml. Và đối 170ml thì quý vị sẽ dùng được 1 đến 2 bát thưởng trà. Vâng. Thì là vừa đẹp. Một chiếc ấm dùng để độc ẩm cũng được. Vâng. Chiếc ấm 170ml 680.000 và khuyến mại vào ngày 24 tháng 7 còn 480.000. Thưa quý vị, shop có 2 tác phẩm. Và để ghép với chiếc ấm 170ml, shop có chén 60ml, chất đất đồng màu đến 98%. Vâng. Và đương nhiên rồi, chén tính tiền riêng và ấm tính tiền riêng. Đối với chiếc ấm 170ml, quý vị chỉ dùng 1 đến 2 chén thì là vừa phù hợp. Vâng, tiếp theo. Một chiếc ấm tử sa đẹp rẻ. Vâng, đẹp rẻ. Ngon bổ rẻ đấy ạ. Chiếc ấm tử sa dáng ấm Đức Trung. Nhưng có một điểm rất khác lạ, đó là cái phần vuốt của chiếc vòi rất nhọn và thẳng, giống một chiếc ấm dáng thủy bình. Nhưng đây là một chiếc ấm dáng Đức Trung. Họa tiết là phần đắp nổi, một bức tranh rất đẹp, một bức tranh sơn thủy. Vâng, đây là phần đất khác đắp nổi lên bề mặt ấm tử sa. Và bên trái là phần chữ thư pháp đắp nổi. Chất đất hắc lê nguyên khoáng. Đối với chất đất này, quý vị có thể dùng các loại trà Việt thì rất ngon. Vâng, các loại trà Thái Nguyên, trà San Tuyết. Chiếc ấm lọc 7 lỗ. Mã số D62 250ml, giá 790.000 một ấm. Vâng, có thể ghép với chén 80.000. Cũng rất đẹp và phù hợp. Vâng. Thưa quý vị, tiếp theo một tác phẩm ấm tử sa. Chiếc ấm dáng Tây Thi như ý. Khắc Bát Nhã Tâm Kinh lên toàn bộ bề mặt ấm tử sa. Chất đất nguyên khoáng chu lê và tỷ lệ khoáng khá cao. Quý vị hãy cảm nhận trên bề mặt thành ấm tử sa đây ạ. Tác phẩm lọc 9 lỗ. Phần vòi và phần quai ấm là họa tiết của một chú chim. Chiếc ấm lắp chìm.
Phần là khoản là dấu là khoản và khắc bốn chữ thủ công toàn chế. Mã số D65 310 mil, 1.080.000, giảm 200 còn 880.000. Và thưa quý vị, tiếp theo, một chiếc ấm từ xa dùng rất đẹp và bỗ bã, dùng cho các doanh nhân cũng rất tốt, vâng, dùng cho các quý vị chơi đồ phong thủy thì cũng rất hay. Một chiếc ấm có tên cũng rất phong thủy, đó là thuận buồm xuôi gió. Đặc điểm lớn của tác phẩm đó là phần núm lắp đắp một con thuyền với hai cánh buồm đang căng gió ra khơi. Chất đất nguyên khoáng hồng bì long và họa tiết khắc một bức tranh sơn thủy, một bức tranh thủy mặc. Đây là phần khắc. Đây là phần khắc chìm trên bề mặt ấm từ xa. Và phần vuốt của chiếc vòi cũng rất điệu và kiểu cách. Tác phẩm đẹp, dễ dùng. Vâng. Bên trái đây ạ. Đặc điểm thứ hai của tác phẩm đó là cái phần lắp ấm khá rộng, rất là dễ lấy bã trà cũng như là rửa vệ sinh bên trong ấm. Chiếc ấm lọc 9 lỗ. Chất đất rất đẹp. Một gam màu trầm và lâu sẫm. Mã số D66 300 mil, 1.480.000, giảm 200 còn 1.280.000. Đối với dung tích 300 mil, quý vị có thể dùng 6 chén đi kèm thì vừa đẹp. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đó là một loạt những mẫu ấm từ xa màu xanh. Những mẫu ấm chất đất lục lê dân quốc. Đối với chất đất này, quý vị dùng các loại trà Việt, trà Thái Nguyên, trà San Tuyết hoặc đặc biệt là dùng bạch trà thì ngon tuyệt vời. Vâng, chiếc ấm mã số D48, chiếc ấm từ xa dáng thạch biều tử giã, chất đất lục lê, họa tiết là trúc. Đây là phần khắc chìm một cành trúc với những chiếc lá rất nhọn, đẹp, nét khắc đơn giản, dễ hiểu. Vâng, chiếc ấm lắp chìm, lọc 9 lỗ. Và bên trái đây ạ, một cành trúc rất đẹp và đơn giản. Chiếc vòi vuốt cũng rất cách điệu, rất đẹp, dáng ấm bay như một chiếc đĩa bay. Và đặc biệt ở phần đáy, vâng, đây cũng là phần khắc một cành trúc dành cho quý vị thích màu xanh. Vâng, quá rẻ. D48 250 mil, 1.080.000, giảm 200 còn 880.000. 880.000 đã được một tác phẩm đẹp độc đáo, một tác phẩm rất đẹp và độc đáo và quá rẻ. Tiếp theo, thưa quý vị, là một dáng ấm rất đẹp, một dáng ấm cầm rất dễ, cầm hai ngón tay cũng rất tốt, cầm một ngón tay rót theo kiểu chè đảo cũng rất hay. Chiếc ấm từ xa chất đất lục lê dân quốc, dáng ấm cấp trực. Tác phẩm lọc 10 lỗ. Vâng, mặt bên phải là phần vẽ khắc một chú rồng
Vâng, mùa xuân rồng phải nói là quá đẹp. Rất đẹp. Bên trái là phần khắc một bài thơ. Đây là phần khắc chìm. Và đặc biệt là đáy ấm ạ. Thưa quý vị, một bức tranh thủy mặc. Vẽ khắc trên bề mặt ấm từ xa. Phải nói là quá đẹp và ấn tượng. Một tác phẩm hội tụ được hai yếu tố gọi là quốc bảo của Trung Hoa. Thứ nhất là tranh thủy mặc, thứ nhì là ấm từ xa. Hai thứ gọi là quốc bảo của Trung Hoa. Vâng, có bốn thứ gọi là quốc bảo: tranh thủy mặc, ấm từ xa, kinh kịch và lụa Hàng Châu. Vâng, bốn thứ gọi là quốc bảo của Trung Hoa. Thì một tác phẩm đã có hai, đã hội tụ được hai quốc bảo rồi ạ. Chị ấm mã số D49 300.000, 1.480.000, giảm 200, còn 1.280. Vâng, shop có duy nhất một tác phẩm. Chiếc ấm của nghệ nhân Lý Chí Cương, một nghệ nhân trẻ nhưng mà làm được một cái tác phẩm phải nói là rất gai góc, rất đẹp và có hồn. Đối với chiếc ấm này có thể ghép với chén cùng chất đất và gam màu phải đồng nhất đến 99 100%. 55.000, 80.000 một chén. Và đương nhiên rồi, chén thì sẽ tính tiền riêng tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như dung tích của ấm. Đối với chiếc ấm 300.000 quý vị dùng 6 chén thì là vừa đẹp. Vâng thưa quý vị, tiếp theo là bộ ba tác phẩm ấm từ xa cùng chất đất Lục Lê Dân Quốc và cùng của một nghệ nhân nữ. Vâng, đó là nghệ nhân Sảng Lâm Quyên. Và đây là hình ảnh của nghệ nhân Sảng Lâm Quyên ạ. Một nghệ nhân nữ trẻ đẹp. Vâng, cho nên là những chiếc ấm làm có hơi hướng rất là đẹp và mềm mại. Và thưa quý vị, ba chiếc này thì chúng tôi đều có chứng thư của ba cái tác phẩm của nghệ nhân Sảng Lâm Quyên. Nhưng shop hiện tại chỉ còn một cái bằng nghệ nhân này thôi ạ. Vâng, cả dấu là khoản trùng khớp 100%. Nghệ nhân Sảng Lâm Quyên. Chữ ấm từ xa, dáng ấm tư đình. Đẹp không ạ? Đặc điểm của chiếc ấm dáng tư đình là chiếc lắp ấm rất dày và dài, chụp lên trên và như là tiện CNC. Đẹp. Họa tiết mặt bên phải là họa tiết tùng sóc. Vâng, một chú sóc đang cưỡi, đang ngồi trên một cái cây tùng, một cái cành tùng. Rất đẹp và đơn giản, cách điệu. Bên trái là trơn. Đây cũng là một chiếc ấm dáng tư đình nhưng mà khá to. 235.000 là khá to rồi. Đối với cái dáng ấm tư đình thì thường là sẽ nhỏ hơn một chút. Vâng, chiếc này lọc 9 lỗ. D52 235.000, 880.000. D51 vẫn của nghệ nhân nữ Sảng Lâm Quyên. Chiếc này thì khá to, 280.000, 980.000. Dáng ấm Tiếu Anh. Đây là một cái dáng ấm nước rất đẹp và khỏe. Chiếc này lọc 9 lỗ.
Tiếp mặt bên phải đây ạ, là phần đắp nổi một chú cá vàng đang bơi. Và đương nhiên rồi, là khoản của nghệ nhân nữ Sảng Lâm Quyên. D51 980. Và một chiếc ấm nữa của nghệ nhân Sảng Lâm Quyên. D50. Vâng, chiếc ấm dáng thủy bình. Họa tiết rất là ngộ nghĩnh, rất là lữ tính. Vâng, một chú thỏ đang ôm một cái chậu hoa, chậu bông. Chiếc ấm dáng thủy bình thì chiếc vòi lúc nào cũng là rất là nhọn rồi, nước rất khỏe và đẹp. Chiếc này cũng lọc 9 lỗ. Vâng, cả ba tác phẩm cùng của một nghệ nhân nữ, và đều ghép với cả những chiếc chén 55 mil, 80.000 một chén thì khá hợp và đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo một chiếc ấm chất đất lục lê tiếp. Vâng, chiếc ấm dáng văn đán, mã số A213. Đây là chiếc ấm chất đất lục lê và tỷ lệ khoáng rất cao. Chiếc này còn sót lại ở shop Thế Giới Từ Xa. Đặc điểm thứ hai, một chiếc ấm dung tích nhỏ nhưng mà lại là 14 lỗ lọc. Thì đương nhiên rồi, nước sẽ rất tốt. Và một cái họa tiết cũng rất hay nữa. Đó là phần đắp nổi một chú cá chép đang vượt sóng. Vâng, rất đẹp, đang vượt sóng để hóa thành rồng đây. Đây là phần đắp nổi, một tác phẩm rất đơn giản đẹp, mã số A213, 180 mil, 1.280.000. Shop có độc bản duy nhất một tác phẩm này thôi. Đây là một tác phẩm rất độc đáo và hiếm, không có nhiều, vẫn không mua được nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo là một tác phẩm ấm từ xa, đẹp, dễ dùng và giá cũng rất rẻ và hợp lý. Một bức tranh thủy mặc được khắc trên bề mặt ấm từ xa. Quay sát cho quý vị và các bạn cảm nhận ạ. Đây là phần khắc. Và đương nhiên rồi, những cái bức tranh mà khắc thì hầu như là nó rất là bền. Một bức tranh rất đẹp. Chất đất hồng bì long nguyên khoáng, dáng ấm Tây Thi, lắp chìm. Đối với dáng ấm Tây Thi lắp chìm thì dòng nước rất đẹp, là một hai nữa là sẽ không bao giờ có hiện tượng chảy nước qua cái phần nắp này khi mà chúng ta rót. Đặc điểm tiếp đó là tác phẩm lọc tổ ong 188 lỗ. Quý vị hãy cảm nhận trên thành ấm từ xa, những hạt khoáng trắng rất nhiều. D63 210 mil, 1.180.000, giảm 200 còn 980.000. Và một tác phẩm ấm từ xa cuối cùng, mẫu số 12 trong cuốn video vào tối thứ tư. Chiếc ấm từ xa dáng ấm cung xuân. Đây là một cái dáng ấm mà có cả một cái câu chuyện dài, ly kỳ đi theo. Và đặc trưng thứ hai đó là chất đất nhẹ như là bông ấy, rất nhẹ và xốp. Chất đất đặc trưng của những chiếc ấm dáng cung xuân. Và hình tượng cái lắp là hình tượng của lắp lấm. Và cả tổng thể chiếc ấm như là một cái quả cây, quả chín có những vết lõm. Thưa quý vị, tác phẩm rất đẹp và ấn tượng. Chất đất nguyên khoáng đại hồng bạc. Cái quai đẹp không ạ?
Và đây cũng là một chiếc ấm khá nhỏ, dung tích 200ml, khoảng 3 bát đổ lại thưởng trà thì vừa đẹp. Phần nỗ lọc nó mới ấn tượng quý vị ạ. Lọc đa khổng ở dạng đơn giản. Đây là lối làm ấm và lối làm lọc theo lối cổ. Vâng thưa quý vị, tác phẩm cuối cùng trong một loạt những mẫu ấm đẹp độc đáo vào tối thứ tư, mã số D46, 200ml, 1.680.000, shop giảm 300, còn 1.380.000. Shop có duy nhất một tác phẩm đẹp độc đáo và không giống ai. Vâng thưa quý vị và các bạn, cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video vào tối thứ tư. Mọi tư vấn mua bán giao dịch xin vui lòng liên hệ về số line 0917 828 186 và chúng tôi ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Vâng, buổi tối thứ tư xin kính chúc tất cả quý trà hữu thật nhiều sức khỏe, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Shop thế giới từ xa xin chào và hẹn gặp lại.